Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của J Travel Cuộc Sống ở Houston. Hôm nay thì J mời tất cả mọi người cùng J đi vô các chợ phía sau lưng của mình để đi shopping cho mùa Tết đón xuân Quý Mão 2023 nha mọi người nhé. Thì phía sau lưng của J đó là chợ Việt Hoa. Thì hôm nay là ngày thứ 3 thì mình sẽ vô đó mình đi mua quà và những món ăn cho Tết năm nay nha mọi người nha. So J mời tất cả mọi người cùng J đi vô xem trong chợ Việt Hoa xem thử coi họ có bán những thứ gì, bánh mứt như thế nào nha mọi người nhé. So mọi người ready chưa? Let's go. Ok cô chú anh chị, thì chơi đang ở đứng ở chợ Việt Hoa nha mọi người nha, ở dưới khu Southwest mình ở tại Houston. Thì bây giờ mình đi vô trong xem thử coi năm nay ở trong đó bánh mứt họ bán như thế nào nha mọi người nha. Chưa biết là chuyến này mình quay nó hơi có, mình đi chợ nó hơi trễ chút xíu, nhưng mà it's ok, hy vọng là bánh mứt vẫn còn khá là nhiều nha mọi người nha. Bây giờ mình đi vô trong xem thử như thế nào nha. Ok mọi người, chơi bây giờ chuẩn bị tiến vô trong chợ Việt Hoa nè mọi người. Đó mọi người thấy không, vô đây rồi vẫn thấy không khí Tết Việt Nam mình nha. Đó cây, nguyên một cây hoa mai nè. Bây giờ mình sẽ lại cái chỗ mà bánh mứt coi thử như thế nào. Đó, gian hàng bán pháo nè, cái này pháo giả nè, 99 đồng, pháo bự nha, còn pháo nhỏ là 89 đồng. Đó mai nè, đó đây là bánh mứt nè, gian hàng bánh mứt nè quý vị. Đó gian hàng bánh mứt nè, quá chừng luôn. Wow, cái này là sô cô la, trong đây là mứt, quầy mứt hạt sen nè, quá chừng nhiều không cô chú, thấy nhiều không, đã không? Đỡ nhớ quê nhà phải không? Rồi mình đi tới đây mình coi bên này coi. Đây là khu này là khu bán bông, bông cúc, bông cúc nè. Đó, quầy này là gian hàng bán bông cúc nè, 11 đồng 99 một chậu. Hôm qua chơi có vô một cái chợ chuyên bán về hoa đó mọi người, thì trong đó cũng có quá chừng. Bây giờ mình đang trong chợ Việt Hoa nha mọi người nha. Đó đây nè, hoa nè, quá chừng hoa luôn. Hỏi Tết, Tết vui quá chừng, không khí Tết vui quá chừng. Mình lại coi bà xã chơi rồi mua được cái gì. Đây nè, em mua bông gì em? Hoa dên không được đẹp ha. Chợ Mỹ có bán không? Tại vì mình đi cũng cận ngày quá rồi ha, chắc mua đại đi. Đây bà xã mình đang mua bông la dên về chưng Tết. Đây là hoa la dên nè mọi người. Đây là khu này là hoa bày hoa nè, hoa lan, lan hồ điệp, không biết có lan hồ điệp không. Cái này bán rồi nè, cái này đã bán rồi nè, bạn đã để show rồi nè. Đó show rồi nè. Đó, để mình đi qua bên này mình quay cho mọi người xem nè. Bên đây có hoa đào giả nè. Đó rất là đẹp nha mọi người nha, không khí Tết rất là vui. Thì chơi quay một vòng khu bánh mứt cho mọi người xem nha. Đó, chậu bự này là 24 đồng 99 một chậu nha mọi người nha. Đó, cái này là bông cúc vàng, cái này không biết phải cúc đại đó không ta, 24 đồng 99. Còn đây là chậu nhỏ là 11 đồng 99 nè mọi người. Đó rất là nhiều luôn. Gian hàng bánh mứt coi, qua gian hàng bánh mứt coi có mứt gì. Đây nè, kẹo mẹ sửng nè, kẹo đậu phộng nè. Đó gian hàng mứt không nè. Đó đó, chùm ruột cây 5 đồng 99, hạt dưa nè, một hộp hạt dưa này là 6 đô, một hộp mứt dừa là 7 đô. Còn ngoài ra họ có những cái này để họ gói để mình có thể mình mua về mình biếu bạn bè, tặng bạn bè hay là biếu những người thân trong gia đình. Đó rất là vui mọi người. Tết ở Mỹ không khí tràn đầy, vẫn tràn đầy Tết của quê hương mình nha mọi người nha. Đây có một cây hoa mai giả nè, lúc nào cũng nở hoa, đẹp không, rất là đẹp luôn. Đó bên đây thì có một cái hoa đào. Đó đây là khu vực này là bán bánh nè, chuyên bán bánh. Bên đây cũng có mứt nữa nè mọi người. Đó hoa mai mọi nơi ha mọi người ha. Đó sao giờ bữa nay chơi không thấy hoa mai nữa ta. Lại là anh kia hình như nó có một cây quýt,
hay là cái tắc gì nó có trái nè, đã ghê luôn á. Đó. Rất là đẹp luôn nè. Đó. Đó 11.99. Còn đây là cái chị này mua cây cây tắc cây cam gì đó. Ở đây có cây tắc nè. Để coi cây tắc này bao nhiêu. À, có cây tắc này có trái nè. Cái này mở Việt Nam hết sảy luôn. Đó. Cái tắc nè mọi người. Để coi là cái cây này nó bán nhiều ta. Wow, 228 đô một cây, 228 đô một cây nè em. Nhỏ hơn cái tắc cái nhà mình nữa, để mình đem cái tắc nhà mình vô. Trời ơi coi nè, cây tắc nè, 200 mấy một cây nha mọi người nha, có chút xíu à. Còn coi cây mai nè. À mai ở đây chắc hết rồi, chắc người ta mua gần hết rồi. Đó, ngày mai mới có hàng về ha. Hôm qua chơi có quay cho mọi người ở tiệm JR Energy, họ bán những cái mai bự hơn nhiều. Bự hơn nhiều luôn nha mọi người. Đó. Đó. Đây là gian hàng bán trái cây xoài dưa hấu nè. Đó, dưa hấu nè mọi người. Đây là gian hàng bán trái cây. Hay là qua chợ. Công. Ok. Nó nhỏ xíu. Đó thì đây là gian hàng chợ Việt Hoa, đại khái là như vậy thôi. Để có gì mình sẽ đi qua một cái chợ khác mình quay cho cô chú xem nha. Bây giờ mình đang chợ Việt Hoa thì để mình đi một vòng mình quay cho cô chú xem cái chợ gian hàng Tết như thế nào nha mọi người nha. Đó, dừa nè, bưởi nè, ôi bưởi tùm lum tà la nè. Đó, cái gì em? Củ hoa nè. Còn không, mua những cái trái cây ở đây đi, rồi qua bên kia mình mua coi cái gì, bông hoa gì mua ha. Okay. Rồi vậy đẩy xe tiếp em. Hai ba trái cũng được, hai trái cũng được. Trái dừa nè, cái hàng dừa nè. Chơi cũng đang đi shopping để cho mùa lễ Tết này đó, nhưng mà tại vì năm nay Tết sớm quá mà mình thì cũng mới vừa đi chơi về cho nên cận ngày quá nên quay hơi trễ cho cô chú coi, cô chú thông cảm nha. Đó, đây là gian hàng quýt nè. Đó. Nhìn ra đằng kia là thấy không gian Tết nở hoa mai, bánh mứt đã ha cô chú ha. Không bằng quê nhà mình nhưng mà dù sao đi nữa nó vẫn còn cái hương vị Tết ở bên nước Mỹ cho nên mình cũng cảm thấy đỡ buồn hơn, đúng không mọi người? Đó. Đó. Còn cúc này là cúc mâm xôi hay là cái gì nè, có 8.99 nè. Đó, 8.99 một chậu nha mọi người nha. 8.99 này là chắc cúc mâm xôi quá. Đó, bên đây là cúc cái này cúc đại đó nè. Đó, có nhiều người nói thì hoa nở quá, hoa chưa nở cũng vui lắm mọi người. Còn đây là gian hàng rau quả. Ok, dưa hấu là 5.99 một trái nha mọi người nha, dưa hấu nhỏ thôi. Đó, xoài nè, quý vị nào muốn chưng thì cứ vô mua, cầu dừa đủ xoài thôi nha mọi người nha. Đó, rất là đã ha. Ok, chị cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi kênh video của Chê ngày hôm nay. Quý vị nào mới đến kênh của Chê nhớ đừng quên nhấn cái nút phía dưới đăng ký và cái chuông để mỗi khi Chê ra những video thì quý vị sẽ được thông báo nha. Thì hôm nay mình đã đi shopping và quay cho mọi người biết chợ Việt Hoa Tết ở Mỹ như thế nào nha cô chú anh chị nha. Thì bây giờ thì Chê tạm dừng video tại đây và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau với những cái chợ khác tại Houston nha mọi người nha. Bye và xin chào mọi người.